Thưa quý vị, với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, sáng mai, ngày 25 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, một sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của đất nước sẽ diễn ra. Trong những ngày này, nhân dân cả nước đều hướng về thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV đã có mặt tại Hà Nội trước ngày diễn ra đại hội. Trong những ngày này, không khí chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã lan tỏa đến từng nhà, từng ngõ phố. Người dân cả nước đều hướng về thủ đô với niềm tin son sắt về một kỳ đại hội thành công, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới, xác định phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đất nước đến năm 2045. Ai cũng bày tỏ mong muốn đại hội sẽ lựa chọn bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đủ đức, đủ tài để tiếp tục chèo lái con thuyền của dân tộc đạt được nhiều thành tựu trong thời gian tới. Mong làm sao mỗi kỳ đại hội nó có một cái rất tươi đẹp, tươi sáng để cho người dân và cho cuộc sống ấm no thêm, đi tới coi như là vinh quang cao cả hơn. Không chỉ có người dân Hà Nội, ông Phạm Trọng Bình, nhà ở tỉnh Phú Thọ. Trong những ngày sắp diễn ra đại hội, ông đến nhà người thân nằm cạnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia tham gia trang trí đường phố treo cờ Tổ quốc. Ông cho biết gia đình cháu ông cũng như nhiều gia đình có nhà mặt phố đều tích cực tham gia làm đẹp đường phố để chào mừng đại hội lần thứ 13 của Đảng. Bao lâu nay thì người dân thủ đô chúng tôi là cũng ra quân để vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp để chuẩn bị chào mừng đại hội Đảng. Tất cả người dân đều kỳ vọng là đại hội thành công tốt đẹp. Mong là đại hội bầu ra những đại biểu có đức có tài để làm đưa đất nước đi lên, đưa đất nước phát triển. Nhiệm kỳ vừa qua thì Đảng và Nhà nước năm nay là cũng đưa ra là được nhiều các cái nói như là thí dụ như là tham ô tham nhũng là cũng mạnh tay đấy. Cho nên là chúng tôi cũng cứ mong dân là chỉ mong được làm sao mà các tham ô tham nhũng đừng phát triển nữa, đừng diễn ra nữa cho khổ dân. Hướng về đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, mỗi người dân cả nước đều có những kỳ vọng khác nhau, nhưng tất cả đều chung một niềm tin son sắt vào một kỳ đại hội thành công. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết và đổi mới để có những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ mới.